đi trễ đông rồi, mỗi năm đứa đi sớm không? Dám đâu đi sớm mới đông á. Đâu dắt giờ có hồi đâu. Có giấy không mẹ? Đâu có giấy hả? Cái gì? Giấy vô tay không? Hả? Giấy đi căng kìa. Có thằng xanh đó. Xanh mày lau tùm lum tà la. Tao lau xe thôi chứ có gì đâu. Không tốt kể tháng 4, tháng 8 hẹn Quỳnh Tuyền thị phi tranh chấp và pháp luật nhẹ thuận niên xà âm tính rắn bị nhốt như kỳ á trời. Lên xe mở cửa thì ngồi
còn vẽ nó rồi. Phương diện tài chính tăng học thị trường. Đó là cũng nghĩ là năm nay thu nhập bình thường, đầu năm khó khăn, cuối năm tiền tài sung mãn. Quý cô có tài mà không được gặp thời cơ tốt, lúc mới bắt tay vào vì đôi khi chán nản. Nhưng những tháng cuối năm nhiều may mắn, lộc lợi lộc tiền bội thu vào nhiều. Tao mày không hợp. Chữ lộn ở nhà là biết rồi. Hỏi nó rồi.